Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời các bạn nghe truyện Gả cho lão công nhà giàu, chương 44. Đúng 9 giờ, các bạn học có tiết thứ nhất vừa vặn học xong. Các bạn học sáng sớm không có lớp, dồn dập ăn mặc chỉnh tề, xuất phát từ ký túc xá. Quá tốt rồi, ngày hôm nay thời tiết cũng không có quá nóng. Đón chừng thời tiết cả buổi sáng đều mát mẻ như thế này, rất thích hợp để thưởng thức buổi diễn thuyết hôm nay của quý công tử hào môn trong truyền thuyết kia. Những người sắp tốt nghiệp không có dự định tiếp tục thi nghiên cứu sinh, vấn đề phải đối mặt gần đây, không thể nghi ngờ, đó chính là cần việc làm. Trước mắt, bọn họ đã tìm hiểu một số công ty ở trong thành phố, tuy rằng không dám hy vọng xa vời mình sẽ vào được công ty lớn làm việc. Thế nhưng nghe lão tổng một công ty nổi tiếng diễn thuyết một chút, cớ sao lại không làm? An Vô Dạng cùng bạn học chen chúc ở trong đám người, phát hiện người người nhốn nháo không có chỗ đặt chân. Khi cậu cân nhắc có cần phải đứng ở một bên hay không, ngoài ý muốn nhìn thấy thầy Lưu, lớp của bọn họ đi đến bên này, còn mang theo trên mặt nụ cười thân thiết, làm cho người ta không khỏi cảnh giác. Bạn Vô Dạng, thì ra em ở đây. Thầy Lưu vẫy vẫy tay, nói với cậu. Mau mau mau, qua bên này nè, thầy sắp xếp chỗ ngồi cho em. An Vô Dạng vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hắn, chần chờ mà chỉ mình. Thầy, xếp chỗ cho em. Lòng cậu nghĩ, mình là cái đinh gì chứ? Đúng, mau tới đây. Thầy Lưu quay người đi. An Vô Dạng nhìn hai bên một chút. Ôm Lăng và Viễn Hàn đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, dường như đang xem ma quỷ. Cậu thật sự không biết giải thích như thế nào, đơn giản không thèm giải thích. Vậy tôi qua xem một chút. Kỳ thật, cậu rất là hồi hộp, bởi vì mới vừa nhớ tới, từ Viễn Hàn và Ôm Lăng, hai người bọn họ đã từng gặp Hoắc Vân Xuyên. Một chút nữa đây, ông nhà lên đài, không có lý do gì mà bọn họ không nhận ra. Cho nên An Vô Dạng nghĩ thầm, tách ra cũng tốt. Miệng cho lúc vạch trần chân tướng, cậu không tìm được khe hở nào để mà chui vào. Bạn Vô Dạng, em cứ ngồi ở đây đi. Thầy Lưu chỉ vào vị trí bên trong góc có các giảng viên khác, cứ như vậy bắt chuyện để An Vô Dạng ngồi xuống. An Vô Dạng vẻ mặt lúng túng cứng ngắc ở đó, không được, vị trí này không thể ngồi được, cậu nháy mắt mấy cái. Thầy, em không ngồi, em đứng ở phía sau là được rồi. Thầy Lưu, cái đứa nhỏ này cũng không thể không biết tự trọng, làm sao cho cậu đứng ở phía sau được chứ. Không sao, chỗ ngồi còn đầy đủ, em cứ ngồi ở đây đi. An Vô Dạng lắc lắc đầu như trống bỏi. Không. Để cho cậu ngồi phía trước nhất, nghe cái tên đại móng heo kia diễn thuyết, còn không bằng trực tiếp xấu hổ chết đi mất. Này! Thầy Lô trơ mắt mà nhìn, bạn An Vô Dạng, tướng mạo ngoan ngoãn, cũng như vậy mà chạy trốn tiến vào bên trong đám người, lập tức cũng không thấy bóng dáng đâu. Nói 9 giờ bắt đầu, kỳ thật sau khi cho các bạn học dàn xếp xong xuôi, đã qua hơn 20 phút. Hiệu trưởng từ trước cửa sổ nhìn xuống, xác định các bạn học của trường nên đúng chỗ đã hoàn toàn đúng chỗ, lúc này mới quay người cùng Hoắc công tử bên cạnh bàn làm việc uống trà, xem báo mà nói. Hoắc tiên sinh, các bạn học đều chuẩn bị xong, chúng ta cũng đi xuống thôi. Trong phòng yên tĩnh, vang lên âm thanh tờ báo khép lại. Hiệu trưởng có chút cằn nhằn trong lòng, không hổ là Hoắc đại công tử, thật sự là một người chu đáo. Trước khi đi còn muốn tự mình gấp kỹ tờ báo cho ông. Dĩ nhiên, ông không dám đốc thúc chỗ nào. Hoắc Vân Xuyên để tờ báo xuống, đứng dậy gật gật đầu với hiệu trưởng. Mời! Hiệu trưởng! Hoắc tiên sinh! Mời! Mời! Nhìn theo nam nhân, khí vũ hiên ngang ra cửa, ông mới đuổi tới. Ngày hôm nay Hoắc đại thiếu cũng tương tự như ngày thường, xuất hiện với một thân áo sơ mi quần tây, tài giỏi nhanh nhẹn. Tuy rằng mọc ra một gương mặt tuấn tú phong lưu phóng khoáng, quen thói lạnh lùng nghiêm túc, không khỏi làm người ta cảm thấy được không có tình người. Hắn từ ở trên lầu đi xuống, một đường chậm rãi kéo ống tay áo trên cánh tay, động tác tùy ý rất tự nhiên, thật kỳ diệu, hòa tan cảm giác xa cách vừa nãy, trở nên hơi hơi bình dị gần gũi. Nhưng cũng không có tốt hơn là bao nhiêu cả. Hoắc Vân Xuyên vào bục, không biết là ai dẫn đầu trước tiên, dắt toàn bộ thầy trò trong hội trường, không hề làm ra vẻ mà vỗ tay. Cái gì gọi là phong thái xuất chúng, đám học sinh bọn họ học mười mấy năm tiếng Trung. Ngày hôm nay, rốt cuộc tự mình lĩnh hội được bác đại tinh thâm
cồn ô mỹ của chữ Hán. Đơn giản một câu thành ngữ, khái quát hoàn mỹ ấn tượng của bọn họ dành cho Hoắc Vân Xuyên. Bởi vì do tiếng vỗ tay, Hoắc Tổng vừa đi vừa liếc mắt một cái vào đám người. Vì hành động này của hắn mà các cô gái quên thở, không phải số ít đâu. Trong đám người An Vô Dạng, dùng quạt nhựa phía trên viết Nam Khoa XX chờ bạn, che mặt của mình, lưu lại một cặp mắt sáng lấp lánh, chú ý nam nhân trên bục. Không thể không nói, cậu giờ khắc này cũng giống như những cô gái bên người, tim nhỏ thẳng thắn nhảy loạn, vẻ mặt là nét si mê. Thiếu niên giơ bàn tay lên ôm ngực, không xong, đây là cảm giác động lòng sao? Lúc này, cậu nghe thấy bên người có mấy tiếng bạn xì xầm bàn tán. Mẹ kiếp, tối hôm qua nghe nói tổng tài Hoắc thị, tôi còn tưởng rằng là một lão già cơ chứ, không nghĩ rằng lại còn trẻ tuổi như vậy. Bạn học A, Hoắc Vân Xuyên vốn là trẻ tuổi mà, hơn 20 tuổi đã tiếp quản công ty của gia tộc. Hắn hình như có người bạn thân làm ở công ty giải trí đó, nhân sinh hoàn toàn là những người thắng cuộc. Bạn học B, các người không cảm thấy dung mạo của hắn so với nam minh tinh còn đẹp trai hơn sao? Nếu tôi nói, loại đàn ông này coi như không có tiền, tôi cũng nguyện ý gả cho hắn, bỏ tiền ra cũng nguyện ý gả. Bạn học A, thằng nhỏ ngốc, nhanh nhanh ngừng cái ý nghĩ đó đi. Hoắc Vân Xuyên hồi trước vừa mới kết hôn rồi, tìm người mang thai hộ, sinh ra một người con trai, cũng đã được mấy tháng tuổi rồi đó. Bạn học B vẻ mặt bồi phục, cậu biết thật nhiều nha. Bạn học A vẻ mặt đắc ý, đúng vậy, tôi cũng không giống như nhóm người hoa si não tàn đó. Tôi để ý đều là phú nhị đại hào môn, trẻ tuổi tài cao. Bọn họ vừa nỗ lực chính là nguồn năng lượng. Lý lẽ của bạn học này làm người cảm thấy mới mẻ, không khỏi làm cho An Vô Dạng ở bên cạnh gật đầu liên tục. Đúng vậy. Trên bục, Hoắc Vân Xuyên mở ra micro thử âm thanh một chút. Đơn giản chỉ là một cái ho nhẹ. Hội trường toàn bộ an tĩnh lại. Ngày hôm nay trời râm mát, rất thích hợp tổ chức diễn thuyết. Hoắc Vân Xuyên liếc nhìn bầu trời màu lam ở bên ngoài, cười cười, sau đó mới chính thức mở màn. Xin chào các thầy cô, các bạn học của Học viện Công Thương, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Tôi là Hoắc Vân Xuyên. Âm thanh của hắn không cao không thấp, tốc độ lời nói chậm rãi. Các cô gái trong hội trường chắc chắn cũng thể nghiệm được một chút cảm giác lúc trước của An Vô Dạng, chính là lỗ tai ngứa ngáy. Sau khi toàn thể sửng sốt một giây đồng hồ, lần thứ hai nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang dội rất lâu mới dừng lại. Đây là lần đầu tiên tôi đến trường làm diễn thuyết, vốn cũng không nghĩ đến. Hoắc Vân Xuyên từ nhỏ cho đến bây giờ, căn bản chưa từng kiêng kỵ cảm thụ của những người khác về chuyện của mình. Ở đây nói chuyện cũng giống như vậy, chỉ làm theo ý của mình. Chắc chắn có một số bạn học đã biết tại sao hôm nay tôi đến đây. Lúc hắn nói câu này, tầm mắt tuần tra một lần xuống toàn bộ hội trường. Có một từ gọi là gãi ngứa đúng chỗ. Ngày hôm qua, mấy fan vây kính Tiểu Điềm Điềm khi tan học, có chút ngoài ý muốn, đều cảm thấy được hai má nóng rát, như là làm chuyện gì đó chột dạ. Thiếu niên che mặt đứng ở trong đám người, ngơ ngác sững sờ nhìn nam nhân ở trên bục. Hóa ra, đây là lời đối phương nói tôi sẽ xử lý. Quả nhiên trước sau như một, vừa đơn giản vừa thô bạo, không cân nhắc bất luận cảm nhận của người nào. Tôi muốn tạo cho em ấy một hoàn cảnh không bị quấy rầy, nhờ các vị yêu thích em ấy. Sau này, nhìn thấy em ấy cũng hãy coi em ấy như là một bạn học thông thường mà ở chung, được không? Hoắc Vân Xuyên nói tiếp. Nếu như yêu thích em ấy, xin hãy cùng tôi bảo vệ em ấy thật tốt. Hội trường yên tĩnh như gà, lạnh ngắt như tờ. Hắn đang nói cái gì vậy trời? 99% bạn học không hiểu sẽ làm sao. Chỉ là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện có một số bạn học vì cảm thấy cảm động mà dùng hai tay che miệng. Nhưng mà cũng không phải bởi vì Hoắc Tổng tìm cớ, mà bởi vì couple mình ship ngày hôm nay phát kẹo. Nói chuyện liên quan tới em ấy nhiều như vậy rồi, kế tiếp sẽ chính thức diễn thuyết. Hoắc đại tổng tài nói xong một phen lời tâm tình, tựa như phim ảnh cắt đổi sang nhân vật tổng tài bá đạo, thần sắc vô cùng lạnh lùng, cẩn thận mà nói một chút với các sinh viên, bước ngoặt khi từ sân trường ra ngoài xã hội. Thừa dịp lúc mọi người vỗ tay, An Vô Dạng meo meo ở dưới quạt lao khóe mắt một chút. Năm nay 19 tuổi, mãi đến khi gặp được ba ba Đôn Đôn mới biết,
trên thế giới này thật sự có một người xa lạ sẽ đối xử tốt với mình. Hoắc Vân Xuyên diễn thiết, sinh viên của học viện cũng giống như học sinh tiểu học, nghe thầy giáo phát biểu, nghe rất nghiêm túc. Dù sao phong cách của hắn nghiêm nghị như vậy, nói mọi câu đều thập phần không có dễ nghe, đơn giản rõ ràng mà đâm thủng ảo tưởng của người trẻ tuổi, dạy cho bọn họ hiện thực không như trong tưởng tượng, xã hội cũng tuyệt đối không tốt như trong tưởng tượng. Nếu như nói rất nhiều nhân sĩ thành công diễn thuyết, dùng cổ vũ cùng truyền cảm hứng, như vậy Hắc tổng tài diễn thuyết thuần túy là ma quỷ, nghĩ đến đâu nát lòng đến đó. Hơn nữa hắn diễn thuyết cũng không muốn tương tác với người khác, từ đầu đến đuôi đều là một mình nói, cũng không cho các bạn học cơ hội đặt vấn đề. Quý công tử hào môn tỳ hứng độc miệng, sinh viên học viện công thương yên lặng gắn cho hắn một cái tấm nhãn mát. Diễn thuyết cuối cùng cũng đã kết thúc, Hoắc Vân Xuyên nói một câu: nếu như các người sau này có thể giống như bạn đời của tôi, tìm được một người yêu xuất sắc như tôi đây, vậy thì có thể không cần nghe những lời vô nghĩa ngày hôm nay của tôi. Sinh viên trong hội trường không nhịn được nở nụ cười, sau khi cười xong thì vô cùng đau lòng khó chịu. Gả vào hào môn là không thể, đời này nằm mơ cũng không thấy. Thế nhưng người khác nói câu này có vẻ không biết xấu hổ, mà Hoắc Vân Xuyên nói ra câu này, bọn họ chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn với vị nghiêm túc thận trọng kia, đồng thời cũng biết dí dỏm. Có thể tổng kết lại bằng hai chữ, ma quỷ. An Vô Dạng vốn cho là ngày hôm nay sẽ bị điểm danh, đứng ở trong đám người không nhúc nhích. Cậu chỉ có ánh mắt chăm chú, thu hết thảy phong thái của người kia vào tận đáy lòng, bao gồm cả lời lẽ vô tình, không chút khách khí đã kích người khác. Hoắc tiên sinh! Sau khi tan cuộc, hiệu trưởng vẻ mặt sốt sắng mà đuổi theo nam nhân đến bãi đậu xe, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ngài chuẩn bị rời trường hay sao? Không gặp trò Vô Dạng một chút à? Hoắc Vân Xuyên thấy nóng, cái trán bốc lên một lớp mồ hôi mông mỏng, nghiêng đầu liếc nhìn hiệu trưởng tuổi tác không hề lớn, mở miệng nói: mọi ngày đều thấy nhau, hà tất gấp gáp lúc nhất thời. Hiệu trưởng ngẩn người, chờ ông phản ứng lại, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Vân Xuyên. Quả nhiên là người đã từng trải qua sóng to gió lớn. Khí thế thật tuyệt, nói như thế về mặt tình cảm tương đối bình tĩnh, cũng có thể thông cảm được. 5 phút sau, Hoắc tiên sinh về mặt tình cảm tương đối bình tĩnh trở lại trên xe, mở máy điều hòa không khí. Một bên không chậm trễ chút nào mà gửi tin nhắn đến điện thoại di động của An Vô Dạng. Dạng Dạng, tôi đang ở bãi đậu xe, em tới gặp tôi đi. An Vô Dạng nhìn thấy tin nhắn trả lời: thời tiết nóng như vậy, em sao phải đi gặp anh, cho em một lý do đi. Hoắc tổng nhìn, ngược lại cũng kiên trì: trên xe có điều hòa không khí. Thiếu niên nắm điện thoại di động chờ tin nhắn, thiếu chút nữa thì đập vỡ điện thoại di động. What? Cái lý do gì thế này? Thế nhưng An Vô Dạng suy nghĩ một chút, câu nói này tựa hồ cũng không có sai. Vậy anh chờ một chút, em lập tức tới ngay. Hoắc Văn Xuyên quan tâm: đi ở dưới mái hiên, không có nên phơi nắng. An Vô Dạng vừa đi vừa xếp lại tin nhắn. Mặt trời của anh, hôm nay trời âm u, có biết không hả? Hoắc Vân Xuyên nhanh chóng trả lời: mặt trời của tôi, không phải là của em sao? Thiếu niên nhìn thấy câu âu yếm sẽ thẹn thùng, nhàn nhạt trả về cho hắn một cái vẫy tay tạm biệt. Khi đến bên ngoài xe, giơ tay gõ gõ cửa sổ xe đóng chặt. Làm sao tới bên này? Hoắc Vân Xuyên lập tức kéo cửa sổ xe xuống, cao mày hỏi thân ảnh lười biếng bị hôn nóng kia. Mở cửa! An Vô Dạng không nói gì, nhấc chân đá một chút lên chiếc xe yêu quý của đối phương. Lão đàn ông đã có chút hiểu rõ, trong đôi mắt lập tức hiện lên ý cười động lòng người, rất nhanh mở cửa xe. Lên đây đi! Hắn ngã về phía sau ghế dựa, để lại khoảng trống cho thiên sứ. An Vô Dạng mảnh khảnh từ từ ngồi trên đùi Hoắc Vân Xuyên, vẫn cầm quạt nhựa, nam khoa ít ít chờ bạn đến. Ngày hôm nay trời nóng muốn chết hả? Có phải là dấu hiệu sắp mưa hay không? Hoắc tổng tài thấp giọng nói: không biết, còn tôi thấy em có dấu hiệu muốn trốn học. Bị thứ nào đó cộm cộm cái mông thiếu niên sừng sờ, mặt đỏ, sau đó quyết định thật nhanh mở cửa xe xuống. Đừng! Hoắc Vân Xuyên nhanh tay lẹ mắt, khóa kính cửa xe, một thái độ bá đạo. Ngày hôm nay, hai chúng ta đừng có ai nghĩ là xuống khỏi xe. Nam nhân này cứ như vậy khóa cứng cửa xe,
An Vô Dạng trừng mắt oán trách nói. Mở cửa, một lát nữa em còn phải đi học. Anh quậy hả? Đối phương vừa mới nói lời cảm động trước toàn trường rằng sẽ bảo hộ mình, giờ đã tiêu tan không còn một móng. Hoắc Văn Xuyên hỏi. Em chỉ ngồi lên đùi của tôi một chút rồi đi. Sau đó bắt lấy kèm của cậu vặn lại, coi như dịu dàng mà nói một câu. Tôi cố ý đi chuyến này là vì cái gì? Trong lòng của em còn không rõ ràng sao? Nếu không phải vì nhóc con cậu, hắn căn bản không cần nắng nóng mà chạy đến đây một chuyến. Vậy sáng sớm sao lại ấp úng chứ? Em Vô Dạng hỏi, hiển nhiên đối với vấn đề này vẫn canh cánh ở trong lòng. Hoắc tổng tài im lặng trong chốc lát, ném ra hai chữ, thẹn thùng. Thẹn thùng, ánh mắt của An Vô Dạng nhìn về phía chồng mình, tràn ngập hoài nghi. Phải biết, từ thẹn thùng trong miệng nam nhân, mới vừa rồi còn đứng ở trên bục hủy thiên diệt địa, hận không thể khiến cho các cô gái toàn trường quỳ dưới quần tay của hắn. Nói thật, An Vô Dạng rất ghen. Nam nhân của chính mình bị nhiều người dùng ánh mắt nóng rực như vậy mà nhìn, không thua gì cởi đồ Hoắc Văn Xuyên cho người khác thấy, làm cậu thật tức giận. Ngày hôm nay rất nhiều người nhìn anh. An Vô Dạng cố ý nhúc nhích cái mông, nghiền nát như đang trừng phạt uy hiếp người yêu. Hoắc Văn Xuyên nhất thời rên khẽ một tiếng, một bộ biểu tình giằn vặt. Nhóc con hư hỏng, ra mông cũng thật độc ác, thế nhưng hắn lại có chút hưởng thụ. Chuyện gì xảy ra? Từ từ. Em ghen. Hoắc Văn Xuyên mặt nghiêm túc, trịnh trọng tìm đáp án. An Vô Dạng gật gật đầu, âm cuối nâng lên. Ừ, em ghen đó. Cần anh ôm ấp hôn hết quan cao thì mới tha thứ cho anh. Lắng nghe câu ngạo kiều đáng yêu của thiếu niên, Hoắc tổng hô hấp cũng không thông. Có thật không? Hắn tiến đến bên môi của thiên sứ chất vấn, sau đó cậy ra cánh hoa mềm mại, không chậm trễ chút nào mà tiến quân thần tốc. Hô hấp trong nhất thời đều là hơi thở của hai người đàn ông. Thiếu niên cũng không có trốn, chậm rãi đáp lại. Ban đầu, cậu ngồi với tư thế nhếch về một bên để dễ dàng hơn làm việc, sao lại bị đối phương khóa ngồi. Cánh tay vòng qua thân thể mặc quần áo mỏng mùa hè, bờ vai gầy, từng tấc dựa trên người của đối phương. Cho đến khi cậu khép mí mắt nhuộm thành màu hồng nhạt, nam nhân ngồi ghế dựa mới cam tâm mà buông tay cho cậu một chút không khí cứu mạng. Bên trong xe, bầu không khí yên tĩnh, Hoắc Văn Xuyên duỗi cánh tay dài, ở đầu xe lấy ra cái tấm khăn giấy ướt đưa đến bên mép của thiên sứ, lao chùi đi sợi chỉ bạc chính mình để lại. Miệng bảo bảo vừa ăn quà vặt xong, cả người không còn khí lực, giống như một con búp bê bay hơi. Chỉ có thể dựa vào trên người của đối phương, há miệng hô hấp. Sau này cùng tôi rèn luyện thân thể đi, luyện chức năng của tim phổi một chút. Hoắc tổng ma quỷ, tỉnh bơ mà quyết định. Trên bả vai của hắn, thiên sứ đột nhiên trợn to mắt, bắt lấy bờ vai của hắn, gừ gừ mà cắn một cái. Hoắc Văn Xuyên hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái, chút khí lực ấy của thiên sứ đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là không đến nơi đến chốn mà thôi. Tôi ôm em đến phòng học hay là về nhà cùng tôi, tự lựa chọn một thứ. Không được, em tự mình đi đến. An Vô Dạng mới vừa khôi phục một chút khí lực, giơ tay mở cửa ra, sau đó tựa trên đầu gối của chồng bước xuống. Anh trở về đi thôi. Cậu ở cửa phất phất tay một cái. Giúp em hôn đôn đôn bảo bối một cái, em không ngại. Lúc nói chuyện vẫn còn thở hổn hển, thiếu niên quật cường. Vậy tha thứ cho tôi sao? Vốn đã chuẩn bị đi, An Vô Dạng nghe thấy câu này, liền chậm rì rì quay lại, nháy mắt trả lời. Còn không có quan cao cao đâu. Hoắc tổng giấu trong lòng một khỏa tim nhỏ sắp bị đối phương hòa tan, mặt không thay đổi xuống xe, không chút nào keo kiệt mà nâng đối phương lên một cái. Thiếu niên được nhẹ nhàng quăng lên không trung, rốt cuộc thổi phù một tiếng mặt mày hớn hở. Thật vui quá. Vì nhìn thấy gương mặt tươi cười của mặt trời nhỏ, Hoắc Văn Xuyên đã dở lại trò cũ mấy lần. Sau đó mới vô cùng cẩn thận buông người ra, dụ dỗ nói. Đi học đi. Vâng. Trải nghiệm ba ba đôn đôn, ôm nhu lại thận trọng nâng cao cao. An Vô Dạng hài lòng tha thứ cho đối phương, nói ra bye bye. Sau đó toàn thân vui vẻ mà đi học. Vô cùng phấn chấn hoạt bát, khiến cho người cảm thấy dáng vẻ thanh xuân. Hoắc tổng đưa mắt liếc nhìn bóng lưng của đối phương, biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, mới thôi ngừng lưu luyến thu hồi tầm mắt,
lên xe trở về nhà. Thiên sứ nhà nhót sau khi thật vui vẻ đi tới nơi có người, lập tức ngượng ngùng, thu lại sự thất thố của mình. Biến trở về dáng dấp đi bộ của người bình thường như không có chuyện gì xảy ra mà gặp thoáng qua nhóm bạn học. Nhưng mà hai bên khóe miệng cậu kéo lên một độ cong đã tiết lộ đầy đủ cảm xúc vào giờ khắc này. Đặc biệt vui vẻ đó nha. Thì ra ba ba đôn đôn đến trường học diễn thuyết thật sự không chỉ đơn giản là vì diễn thuyết. Lúc đi vào trong phòng học, An Vu Dạng đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ điệu thấp như lúc ở trường, nhưng là các bạn học cũng không có ý nghĩ để cho cậu thuận lợi đi vào. Bạn Vu Dạng! Âm thanh này nghe thật là kích động. An Vu Dạng ngây thơ, giờ mới phát hiện Hoắc Vân Xuyên đến trường học diễn thuyết có phải tạo nên hiệu quả ngược lại hay không? Bạn học cùng lớp ngày thường sơ giao hỏi, Hoắc tiên sinh vừa nãy đến trường học của chúng ta diễn thuyết, quan hệ như thế nào với cậu? Có thể nói với chúng tôi không? Đối mặt với từng ánh mắt tràn ngập tò mò, An Vu Dạng đỡ trán, đã xác định là phản hiệu quả không sai đi đâu được. Cậu thật sự muốn biết sao? Cậu nhìn bạn học, chậm rì rì mà hỏi. Bạn học kia gật đầu như giả tội. Ừ, hỏi vậy không phải là phí lời hay sao? An Vu Dạng mặt lộ ra thăng trầm. Vậy trước tiên tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ lời nhờ vả của Hoắc tiên sinh mới bắt đầu không? Bạn học, nhớ chứ? Để cho bọn họ không nên quấy rầy em ấy mà, đối xử với em ấy như bạn học bình thường, mấu chốt là em ấy đến tột cùng là ai? An Vu Dạng gật đầu. Vậy cậu làm được không? Bạn học lập tức nói. Làm được. An Vu Dạng nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai của người kia. Vậy là được rồi, cậu tiếp tục coi tôi như bạn học bình thường là tốt rồi. Sau đó, dưới sự nhìn trợn mắt hoác mồm của bạn học từ trước mặt đối phương đi qua, người xung quanh vện tai lên hóng chuyện. Biểu tình cũng giống nhau như đúc. Gì chứ, bạn học Vô Dạng chính là em ấy. Sự nghi vấn này không tồn tại trong lòng Ôn Lăng và Từ Viễn Hàm, bởi vì bữa tối ngày hôm ấy nhìn thấy nam nhân đã để lại cho bọn họ ấn tượng quá mức sâu sắc. Chà chà, không quen biết nữa cơ đấy. Ôn Lăng vẻ mặt trêu chọc mà chế giễu. An Vu Dạng tự biết đối lý, lúng túng sờ sờ mặt sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng áy náy mà nói. Xin lỗi nha, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi hà. Sau đó đánh chết cũng không dám nói với bạn học cùng bàn. Lúc ấy mình giận dỗi bởi vì rất mất mặt. Từ Viễn Hàn lại gần nói. Dỗi cho bạn Tiểu An, tin tức lớn như vậy dĩ nhiên không hề nói với chúng tôi. Mãi đến tận vừa nãy, mọi người mới biết được hóa ra chân tướng của mọi chuyện dĩ nhiên là như vậy. Người yêu của cậu cũng chính là Hoắc tiên sinh. Hắn là vì cậu mới đến trường học diễn thuyết sao? Nhất định là như vậy rồi. Từ Viễn Hàn liên tưởng đến chồng quà tặng ở trên bàn của bạn học Tiểu An hồi sáng sớm, ra kết luận 8 phần 10 là Hoắc tiên sinh ăn giấm chua lung tung, cố ý tới trường học cảnh báo cái nhóm người xấu, mang ý đồ xấu xa. Lúc đầu tôi cũng không biết hắn sẽ làm như thế này. An Vu Dạng nói. Nếu như sớm biết, tôi sẽ không để hắn đến đâu. Tại sao không cho? Cậu thẹn thùng sao? Từ Viễn Hàn cười hì hì. Thẹn thùng cái đầu cậu đó. An Vu Dạng mắt trợn trắng. Cậu không cảm thấy hắn vừa nói như thế, tình cảnh của tôi lại càng gian nan hơn hay sao? Để cho bạn học tin tưởng mình, cậu nhìn chung quanh một vòng, bĩa bĩa môi, khiến cho Viễn Hàn tự mình xem. Từ Viễn Hàn nhìn thấy bọn họ bên này bị người vây xem bàn tán như sinh vật lạ. Bởi vậy, có thể thấy được tình cảnh của An Vô Dạng quả thật không có khả quan hơn chút nào. Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Ôn Lăng nói, nếu muốn có cuộc sống thanh tịnh, lúc đầu không nên lên báo. Nói chung, y chỉ cười nhạt, bản thân có cảm giác mãnh liệt. Vị Hoắc tiên sinh kia, từ bề ngoài rất lạnh lùng, tự hồ hận không thể cho toàn thế giới đều biết An Vô Dạng và hắn có quan hệ. An Vô Dạng thở dài một hơi, nghĩ thầm, thôi, ngược lại thân phận bây giờ cũng đã tiết lộ, nói nhiều hơn cũng vô ích. Vì vậy, trong lòng thiếu niên không muốn nghĩ về chuyện này nữa, chỉ là ảo não đầy đủ 3 phút, đã đem cái chuyện này ném ra sau đầu. Cùng lúc đó, nhóm nhân tài của Học viện Công Thương rất nhanh đã xem video Hoắc Vân Xuyên diễn thuyết, chỉnh sửa xong. Sau đó, post lên trên mạng. Tốc độ như tên lửa so với tài khoản chính thức của trường học còn nhanh hơn.
Nói chung nội dung ngắn gọn nhưng thể hiện đầy đủ cái nhìn khoái quát của fan. Cùng với diễn thuyết nửa đồng tiền cũng không có liên quan. Trường học vừa nhìn, học sinh chỉ thả ra một số đoạn cắt ghép đã khơi dậy phản ứng nhiệt tình ở trên mạng. Trong lòng đắc ý mà nghĩ, nếu như tung ra phim sẽ hấp dẫn bao nhiêu tân sinh viên vào học viện. Không thể không nói hiệu trưởng suy nghĩ cũng quá phong phú. Trong mắt rất nhiều cư dân mạng, video này hoàn toàn không đầu không đuôi nha. Sinh viên học viện trên Weibo. Video: lão Hắc trắng trợn đến trường học của vợ cảnh cáo toàn trường, hắn rất lợi hại. Chống nạnh, cười xỉu. Fan ruột: lão Hắc một thân thế này, đến xem tiểu điềm điềm của chúng ta. Đờ mờ nó, hắn đến xem vợ hay là đi chiêu hoa ghẹo nguyệt vậy? Vẫn là câu nói kia, đời này không hối hận khi lọt hố của lão Hắc và tiểu điềm điềm, mỗi ngày được ăn kẹo. Không rõ, lão Hắc tại sao đột nhiên lại đến trường học nhỉ? Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Người biết sơ sơ mọi chuyện kể lại. Làm bạn học cùng lớp với bạn Tiểu An, đến nói cho mọi người, đầu đuôi mọi chuyện phải là như vậy. Mấy ngày trước, đội nhóm trong trường học chiêu mộ thành viên, bạn học Tiểu An và bạn đến câu lạc bộ tennis. Chiều hôm qua, lần đầu tiên tập luyện, có vẻ như ở trên sân tennis trường bị fan cuồng nhận ra. Đám người kia còn chặn người lại sau khi tập luyện xong. Người biết đại khái mọi chuyện nói, ngượng ngùng viết thêm một bài post. Sau đó sáng ngày hôm sau, Hoắc tiên sinh đã đến trường diễn giảng. Nhắc nhở mở màn chính là hung hãn bạo ngược như thế đó. Bạn học, cho cậu lên top. Hy vọng tiểu điềm điềm sau này ở trong trường học sẽ có thời gian thật vui vẻ. Bắn tim, bắn tim. Phản bác thực lực học tra tiểu điềm điềm, học tập không sa sút cộng 1. Phản bác thực lực học tra tiểu điềm điềm, học tập không sa sút cộng 666. Phản bác học lực học tra tiểu điềm điềm, học tập không sa sút cộng bản số xe của lão Hoắc. Cái đội hình trực tiếp sót đến Weibo của bản thân thiên sứ, đến người yêu của thiên sứ. Không hiểu ra làm sao dẫn tới nhóm cư dân mạng cũng nhiệt tình bình luận. Không quản có biết tiểu điềm điềm hay không, cũng tới góp thêm một câu. An vô dạng lên mạng, nhìn thấy cái này vô cùng đau lòng. Cậu chỉ là một tên học tra nho nhỏ, không có chịu nổi sự oan ức này. Bộ phận hoạt động công chúng của Hoắc thị thời khắc nắm bắt động tĩnh ở bên ngoài, đặc biệt là tin tức có liên quan tới Hoắc thị, bọn họ tất nhiên sẽ nắm giữ trong thời gian sớm nhất. Họ đầu tiên liên hệ với lão tổng báo cáo. Tiên sinh, hiện tại trên mạng có rất nhiều người chửi bới An thiếu gia, chúng ta có cần khống chế một chút hay không? Nam nhân nghiêm túc nhất thời cao mài nói. Khống chế? Cấp dưới: vâng, tôi sẽ lập tức đi xử lý. Cúp điện thoại, Hoắc Văn Xuyên mặt lạnh lùng lên mạng. Hắn ngược lại muốn nhìn thử xem, thiên sứ nhà mình tốt như vậy, cư dân mạng cũng có thể chửi bới thiên sứ cái gì chứ. Mở ra Weibo 2 phút sau, Hoắc Ba Ba sắc mặt trở nên đặc sắc. Ngón tay thon dài nhanh chóng đánh chữ, mơ hồ cười, xếp hàng gia nhập đội ngũ. Hoắc tổng nhất thời nhanh tay làm theo ý mình, ba chữ sáng chói Hoắc Văn Xuyên. Xếp sau những người hâm mộ, bệ vệ mà ghi lại câu nói không phù hợp với tính cách của tổng tài bá đạo đã xây dựng. Người khác đều là cộng số chứng minh nhân dân, ngày sinh nhật. Đến lượt hắn rất lợi hại, không ngờ cộng thêm mật mã eBay. Tất cả mọi người không thể tin được, nam nhân nghiêm túc lạnh lùng trong ấn tượng còn có một mặt như thế này. Vẹn vẹn 5 phút sau, bình luận cũng giống như trong tưởng tượng, nhanh chóng được fan tán thành nhiệt tình. Trả lời phía dưới, trong khoảnh khắc đã hơn mấy trăm ngàn. Đúng là ma quỷ. Những câu chữ hiện có trên thế giới, người hâm mộ phản phất không thể tìm được từ nào chuẩn xác để hình dung cảm xúc của mình, chỉ có thể lại bình luận dấu chấm than để mà thể hiện ý muốn tán gẫu. Mật mã eBay. Trời đất ơi, lão Hoắc là đang so độ đáng yêu với lại tiểu điềm điềm hay sao? An vô dạng còn đang học tiết ở buổi trưa. Nói như vậy, khi cậu đang học không thể nào chơi điện thoại di động. Dù sao cậu cũng cảm thấy được thân là một học tra. Cho dù thành tích học tập không tốt, thế nhưng thái độ học tập cũng phải nghiêm túc mới được. Ngày hôm nay, bởi vì chuyện Hoắc Văn Xuyên đến học viện công thương diễn thuyết ở trên mạng đã sôi sùng sục. Trong lòng của cậu có hơi hơi một chút nhớ.
Nghỉ trưa, thừa dịp lúc thầy không chú ý, An vô dạng mở điện thoại di động ra, meo meo liếc mắt mà nhìn. Thông qua bình luận của cư dân mạng, thiếu niên học tra bị toàn bộ dân mạng dìm hàng. Còn có được bình luận Hắc Vân Xuyên ghi lại kia được lên top, cùng với những lời bất ngờ điên cuồng fan để lại phía dưới. Chịu đựng tư vị bị cư dân mạng dìm hàng thật khó cảm thụ. An vô dạng mím khóe miệng, nhìn chăm chú đầy đủ bình luận hết 3 giây đồng hồ, sau đó giật giật đầu ngón tay, len lén đánh chữ. Bài tập thật là khó, 2000 V, trả lời Hoắc Vân Xuyên V. Chó con nhìn chăm chú, năm ngoái đã nói sẽ đem A-Bay cho em đứng tên, tốt lắm, em hiện tại đồng ý. Quần chúng rảnh rỗi, lật tới bình luận này, thật sự là sắp nổ tung luôn rồi. Nội dung trả lời của Tiểu Điềm Điềm, trời đất ơi, đám đất cười to. Báo ứng chuyện thế của Hắc Tổng trong truyền thuyết, ngồi nhìn Hắc Tổng gặp phản thệ, ha ha ha. Nói như thế nào đây, bọn họ phản phất giống như nhìn thấy cựu chiến binh Hoắc Tổng từ khi cùng Tiểu Điềm Điềm thanh xuân tràn đầy ở bên nhau, trạng thái cả người đều như trẻ ra. Lo chồng ân ái vì tiền tài trở mặt thành thù, sau lưng đã chôn vùi bản thân hay là mất đi tính người. Cái rắm chứ trở mặt thành thù, đây căn bản chính là liếc mắt đưa tình, cô có hiểu không? Một đôi điên cuồng sơ ân ái, cậu năm nam, thế nhưng tôi thật thích, tôi nhất định là bị điên rồi. Một chốc lát sau, Hoắc Đại Boss bên này trả lời lại một câu, nhưng mà cũng không phải khoe ân ái như trong tưởng tượng của cư dân mạng, mà là dùng ngữ khí giống như của cán bộ lão thành, nghiêm trang trả lời. Đang chơi điện thoại di động, nếu như tôi nhớ không lầm, thời gian này em đang lên lớp mới đúng. Quần chúng rảnh rỗi, lão Hoắc đã trả lời lại. Trời ơi, lão Hoắc quản Tiểu Điềm Điềm nghiêm như vậy sao? Giờ này Tiểu Điềm Điềm lên lớp cũng biết, suy nghĩ cẩn thận, không khỏi càng nghĩ càng thấy ớn. Hoắc Tổng thật sự là ma quỷ không thể nghi ngờ rồi. Chú ý đến trình độ, không kể nơi nào, khiến người đang trong trời thu nóng bức, cả người đều nổi da gà. Cho Tiểu Điềm Điềm một lá gan, mau ra đây trả lời chồng cậu một chút đi. Tiểu Điềm Điềm à, đừng sợ, chúng ta tiếp tục chơi điện thoại di động thôi. Cậu ấy vẫn còn trẻ con, các người như vậy lương tâm sẽ không cắn rứt sao? Hơn nữa, Tiểu Điềm Điềm ăn gà không? Tỷ tỷ dẫn người trộm sáo con nha. Chỉ chớp mắt nửa giờ trôi qua, hình bóng Tiểu Điềm Điềm đáng yêu mơ hồ đã mai danh ẩn tích khỏi Weibo. Đó cũng không phải là ảo giác, trên thực tế đúng là như vậy không sai. Nhưng cũng không phải bởi vì chột dạ, cùng sợ sệt hay là thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì An vô dạng tan học.